Nguyên xin chào cả nhà nha. Hôm nay Nguyên nấu món cơm khoai môn nè cả nhà. Ở đây Nguyên có chuẩn bị là một củ khoai môn với lại tôm khô. Tôm khô Nguyên lấy một ít thôi cả nhà ơi. Tại vì chồng Nguyên không ăn tôm khô á, cho nên Nguyên lấy một ít tí xíu thôi chứ để nhiều quá ảnh nhằn á. Với lại ở đây có gạo nè, gạo lứt, Nguyên ăn gạo lứt nha, cho nên cái gạo nó không phải màu trắng. Ở đây Nguyên lấy hai lon như vậy nè cả nhà. Ở bên Malaysia, ở Việt Nam thì Nguyên không biết nha, chứ bên Malaysia mình mua nồi cơm á, nó có tặng kèm cái lon này nè. Một lon như vậy là khoảng một chén rưỡi hoặc là hai chén cơm mình đó, là một người ăn đó nha cả nhà. Ở đây thì Nguyên sẽ lấy hai lon với lại tôm khô, Nguyên lấy một ít, một tí xíu thôi chứ Nguyên không có lấy nhiều. Nếu như cả nhà có nấm hương á, nấm hương phơi khô á, thì mình để vô ăn còn ngon nữa nha cả nhà. Tại chồng Nguyên không có ăn nấm hương á, không có ăn nấm, cho nên Nguyên cũng không có để nhiều và gia vị nữa. Để tôm khô là được rồi, để nấm hương nữa là ổng nhận đó, ổng không chịu ăn. Ở đây thì Nguyên có thịt thịt heo, thay vì cả nhà để thịt gà nha, cả để thịt gà cũng được mà thịt heo cũng được. Ở đây Nguyên có hành 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 Nguyên sắc ra sẵn rồi, với lại cái này là hành lá, còn cái này là hành củ nè, hành tím nè, để hồi mình xào lên mình phi lên á. Cái thịt này á thì Nguyên cũng sẽ sắc ra hạt lựu nha cả nhà thấy nè. Khoai môn mong Nguyên sắc ra hạt lựu, nhớ là phải sắc ra hạt lựu nha, nó nhỏ nhỏ vuông vuông vậy nè, bự quá nó cũng không ngon đó. Thì ở đây Nguyên sẽ thịt heo á, Nguyên cũng sẽ sắc hạt lựu giống như là khoai môn luôn nha. Đó, Nguyên sắc vuông vuông vậy nè, giống như khoai môn luôn. Nguyên sẽ để cái hành tím này vô nha. Cái hành này bây giờ Nguyên sẽ rớt ra. Cái tôm khô này Nguyên sẽ để vô xào. Thịt heo để vô xào luôn. Cái khoai môn này á, thịt heo xào mình xào nó hơi chín tới á cả nhà, mình để khoai môn vô nha. Xào khoảng 1-2 phút gì đó cho khoai môn. Cái này mình không có cần xào chín đâu cả nhà, xào khoảng 1-2 phút thôi, xào cho nó sơ sơ thôi. Rồi cái gạo á mình cũng để vô luôn nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ để hắc xì dầu vô, nếu như cả nhà không có hắc xì dầu thì cả nhà để nước màu cũng được. Nước tương, nước tương Nguyên sẽ để khoảng 3 muỗng. Mình xào lên cho nó khô nha cả nhà. Bây giờ là nó thơm nè, nó thơm quá trời thơm luôn á. Xào cho nó khô cái nước lại. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp. Nguyên sẽ để cái hành phi hồi nãy vô. Bây giờ Nguyên ở đây có chuẩn bị nồi cơm điện nè cả nhà. Mình xớt cái khoai môn với lại cơ gạo hồi nãy mình xào để vô đây nha. Hồi nãy cái lúc mà Nguyên xào khoai môn á,
với lại thịt với lại gạo chung á, thì Nguyên chỉ để nước nước tương với lại hắc xì dầu thôi. Nếu như cả nhà ăn đậm đà thì cả nhà có thể nêm thêm một tí xíu muối hoặc là dầu hào. Còn Nguyên á, thì Nguyên không có ăn Nguyên thì Nguyên ăn lạc lắm, cho nên Nguyên không có cần nêm muối với lại dầu hào nha cả nhà. Hồi nãy Nguyên có nói là cái nồi, hồi nãy Nguyên có nói là Nguyên xúc hai cái ly gạo, hai cái ly nước như vậy, thì bây giờ Nguyên sẽ đổ vô trong đây từ ba ly nước này tới 4 ly. 2 3 3 ly rưỡi nha cả nhà, 4 ly nước. Là mình đổ gấp đôi á, tại vì á tại vì mình có để khoai môn với thịt vô đây ăn hồi mình phải nấu chín nó rút nước dữ lắm. Đó, cho nên Nguyên nấu, Nguyên để vô trong đây là 4 ly nước, tương đương với 2 lon gạo, một củ khoai môn với lại thịt heo nha. Mình nấu thì mình để vô và mình nhấn nút nấu bình thường, nấu cơm bình thường vậy thôi à, chứ không có gì hết á cả nhà. Khi nấu chín xong á thì mình nhắc xuống mình ăn thôi. Rồi cơm khoai môn của Nguyên chín rồi nè cả nhà, nó dập nóng quá trời nội thôi. Nguyên sẽ đổ cái hầm này vô nha, đổ hành vô cái mình xới lên là ăn được rồi đó, thơm lắm luôn á. Dạ nóng. Thôi cơm tao mới nấu mà chị hôi thì tùm hôi với nảnh chèo mò mà xô nảnh chèo phan canh canh chù xô ăn cơm cả nhà ơi. Chồng Nguyên mê cái món cơm khoai môn này lắm. Cái món này là cái món cơm khoai môn, cái món cơm của người qua đó cả nhà. Chồng Nguyên thường nấu cái món này ăn lắm, nhà đông người á ăn nấu cái món này ăn nó ngon cả nhà. Kiểu như mình để nhiều gia vị á, rồi cái mình làm đồ ăn theo thêm để ăn á. Thường thì Nguyên nấu cái này là ăn được rồi, tại vì trong đây nó có thịt có rau đầy đủ hết rồi. Thơm lắm luôn á. Hành là mình để kêu sao cơm chín rồi mình mới để vô ăn. Anh ơi anh mời cả nhà ăn chung với Nguyên nha. Ngon hả? Ngon. Khoai môn nó bùi đâu, nó bùi nó ngon. Anh chưa coi này mày y thủ thành hoài sao của tôi bạn ly nhỉ? Mấy hồi đó xuống nó bị chỉ bao giờ? Ngoài. Chồng Nguyên mua khoai môn mà không biết lựa. Lựa củ khoai môn nó hư. Muốn ăn thịt. Nguyên không có được ăn cơm nhiều nữa nha. Này gạo lứt không sao. Trời ơi. Cái này phải để hành thêm nhiều thêm xíu nó ăn đã lắm luôn á. Em là cả nhà. Cái nồi cơm này ăn với lại tương ớt á cũng ngon lắm luôn á. Cả nhà nấu xôi á, xôi mặn ở bên đây á cũng nấu tương tự vậy nè. Nhưng mà không có để không có để khoai môn thôi. Này cả nhà biết Nguyên học đâu không? Vì chồng Nguyên, vì chồng Nguyên thường kiểu như nấu ăn ở nhà cả nhà. Cái mình ăn cái mình Nguyên thích ăn món này lắm, mà kiểu như có hai chồng nấu cái cần cơm á nhiều á, mà cái món này cũng có thể là gọi là món cơm lười. Y nó cơm lười cũng không đúng nha, cũng nhiều cũng đoạn lắm chứ bộ, cũng xào tùm lum hết trơn á.
này có nấm nữa, nấm hương để vô thơm cực kỳ luôn. Mà chồng mới không ăn nấm, cũng để tôm khô mà không dám để nhiều đó. Để tôm khô nhiều vô ăn thơm dữ lắm, thơm luôn á. Đúng không anh? Ăn cái gì nhỉ? Phan hả? Ăn gì cái sơn bò phan hả? Cứ quên nã rô to. Nã rô to, bình thôi mà. Đúng rồi. Phan là chẳng chẳng đang xin nhiều thật sự. Bột phan uy khủng mà. Cơm khoai môn này ở ngoài cũng có bán nữa, nhưng mà mắc lắm á, chứ không có rẻ đâu cả nhà. Uy đồ. Người ta không có để thích với lại khoai môn nhiều giống như mình nấu ở nhà đâu. Đúng rồi, chứ bên ta bà. Vâng chị, là bên ta bà, tao xua rồi dạ. Gạo xong á. Bên trên này tôi chân bỏ ra tự phát. Xưa hồi nãy y thủ kinh pha trên này. Bên trên này tôi y thủ. Tại vì bác sĩ không có cho Nguyên ăn cơm nhiều quá, nên chồng Nguyên lấy khoai môn cho Nguyên ăn. Ơ, chứ bác hình vô. Bỏ hình to là thì bác cháu là. Nhện 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 nhờ. Mới nhiều ăn thôi, đừng, em đừng có lộn xộn á. Thơm lắm. Khoai lang thì nấu không có được thôi nha. Cái này mà nấu được cả nhà, tại vì Nguyên ăn cơm gạo lứt á. Đúng luôn, cả nhà nấu cơm trắng á. Trời ơi, nó dẻo, nó ngon, nó thơm lắm. Nhưng mà nhớ nha, nấu cái này là phải nấu khô nha, không có được nấu nhão nha. Cả nhà thấy Nguyên ha. Cứ hai lon gạo là bốn lon nước. Yên bụi sơ, yên yêu sơ. Sao mất? Yên bụi sơ, tức là đồng chí á. Hắn cơm miếng hồi xưa. Tức là miếng gì này khởi gì xưa anh này. Miếng là cho miếng yên. Dẫn, sao dẫn. Hả? Yên dẫn. Miếng hình lần. Miếng hình lần. Cảm ơn miếng hình lần. Miếng lần, yên sơ. Ôi, chạy nó, chạy vào xe tàu. Mà ông lựa như là tắm cám mà lựa đi hết đi rồi mẹ à, mẹ ghẻ mới cho đi lễ hội ăn mình nhập khoai môn mà ông chuyển khoai môn qua hết cho mình. Thằng ơi trời ông nội cái bê đi ca ti để xe thì cái chậu của xe ăn này ăn khoai môn ngon. Cái nhà xào á, nhớ là để nấm vô nè, để nấm hương vô á, trời ơi nó thơm nó ngon, trời ơi nó ngon, phân sen cu hậu chứ vô, như ở trong đi, nhị bu sư á, cu, cái cơ bu sư là cơ bu sư, chén xưa tao vô mình, nó ngày để nấm hương ngon, chồng nó không có nấm, cái gì đấy. Ăn có ăn nắm đâu. Thầy ổng ăn cái gì ổng ăn cái gì ổng ăn. Chén ăn. Cua này rất đẹp, ăn tròn. Nó có khô khởi gì. Ok. Không ăn cái ổng không cho người ta ăn. Vô duyên vậy. Vô duyên, anh vô duyên á. Em vô duyên á. Anh á. Em á. Anh á. Em. À, tao chiều học xưa. Em không phải vui. Anh cho cái trụ nã nó ít một bao phan của xưa ha. Để hầm nhiều vô qua cái nhà ăn nó thơm chứ lắm. Cái nhà muốn ăn hành phi á, giòn á. Để khi mà cơm chín mình để hành phi vô cũng được, ngon lắm. Xưa chăn mà sàn tao lo mì phan. Không ngọn được hết. Hết thế kỷ. Có bấm quay không nè cha nội. Thì có muốn ăn thêm chén nữa lắm mà không dám ăn. Rồi chắc em vừa xịt. Đồ à? Hứ? Rồi chắc em vừa xịt. Đồ ở trong đây ăn.
không có được ăn cơm nhiều. Miếng dùi xong rồi, miếng hành dùi chi thơm hết hành luôn rồi. Mình để nguyên chén hành luôn á, nhưng mà cái này phải có hành để ăn mới ngon, cái nhà không có hành là ăn dở lắm á. Mình nấu hai lon chắc hơn hậu hết trơn. Thằng ơi trời ơi, ăn cái này phải ăn với tương ớt nữa ngon nhá. Kiểu sao ta, cái này không có hành ăn nó vô duyên lắm, nó không có đúng gia vị của nó cả nhà ơi, không vô duyên. Nó không có đúng gia vị của nó, phải để hành nha, để hành vô ăn mới đỉnh. Trời ơi, bạn không ăn, không biết ăn hành là ăn cái món này là sai lầm lắm, uổng lắm. To mà. Tôi nào thấy từ nào á. Ông kêu lấy đũa lựa đi. Mình ăn mấy con tôm khô để cho ông thấy cộng là luôn. Để tôm khô nhiều vô biết không? Nó ngon dữ lắm, ngon luôn á trời. Chồng Nguyên hôm qua mới lâu quá không ăn cơm này, cơm khoai môn. Kêu Nguyên nó để em nấu cho ăn. Cái Nguyên mới kêu chồng Nguyên á, anh mua khoai môn đi rồi em nấu cho anh ăn. Cái anh đi làm gì anh mua đó. Anh mua mà anh không chịu mua. Phan thì nó kêu kêu chua là nó không xin được. Anh mua mà anh không chịu mua nấm. Tại ổng đâu ăn nấm đâu. Ổng không ăn nấm, mà cái món này mà để nấm vô cái ổng bao chịu ăn. Để nấm vô nó thơm, nó ngon lắm nha. Mà nhất định cả nhà phải nhớ là phải để tôm khô nha. Không để tôm khô là thua. Không có ra mùi thơm của nó. Không có ra đúng cái quên ngậm rồi, đũa không có duyên hay chồng. Không có đúng cái vị của nó nha. Y thủ hình rõ sư hậu hơi môn dẹo, nó hư phần đít. Người lấy củ này vừa ăn cơm hả, mà cả nhà kiểu như làm biến rửa chén này kia, nó làm món này cũng đẹp. Nhớ là phải xào nha, xào nó mới thơm. Xong rồi nó là của chồng mình chứ mình không ăn. Ăn trong chữ nó là chùa có bên đạo hồi họ tụng kinh, ông nói chồng mới nói lời đó. Thôi video cũng nguyên đến đây kết thúc rồi cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ video của hai chồng nha. Bye bye, bye, bye.